Thanh niên này chính là vua của các loại cờ bạc bịp, có ngày anh ấy ca kiếm nhẹ nhàng cũng được 2 triệu đô, tiền tiêu không phải nghĩ, gái chén cả ngày, nhưng đời không như là mơ, tình không như là thơ, anh ta đã bị lừa sạch sẽ số tiền khổng lồ mình đã tích góp được, bước đường cùng anh ta còn phải ăn trộm cả số tiền trợ cấp ít ỏi của chị gái để trả nợ, tính mạng cũng suýt thì không giữ nổi, người anh yêu cũng bị bắt để gán nợ. Vậy cuộc đời của anh sẽ trôi dạt về đâu, liệu anh ấy có thể vực dậy thoát khỏi kiếp nạn này hay không? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nhé! Vài năm trước đây, thanh niên Goni chỉ là công nhân trong một nhà máy. Khi anh chuẩn bị tan làm, thì lại bị bốn con át chủ bài thu hút nên anh liền ở lại. Vốn dĩ anh chỉ muốn xem thử, nhưng lại không cưỡng lại được cám dỗ và cuối cùng đã tham gia vào đó. Ban đầu, vốn bản tính coi trời bằng vung, anh nghĩ mình nhất định sẽ thắng. Nhưng thực tế lại luôn vả vào mặt anh. Goni đã mất hết tiền tiết kiệm trong 3 năm. Thế là anh chán nản đến mức không muốn đi làm nữa, mà ở nhà cả ngày. Biết chị gái mang theo tiền cấp dưỡng ly hôn trở về, mắt Goni lập tức sáng lên. Sau khi không ngừng tự thuyết phục mình, Goni cuối cùng đã không kiểm soát được bản thân và lấy đi một nửa số tiền cấp dưỡng của chị gái. Nhìn mình trong gương, Goni bắt đầu mất đi lý trí. Trong làn khói thuốc, Goni đã thua sạch nhưng anh lại không nhận thua. Cuối cùng, anh lấy hết tiền của chị gái đi và ngầm hạ quyết định nếu thua sạch thì anh sẽ tự tử. Trước khi bắt đầu, một người đàn ông đeo cà vạt thần thần bí bí nói với anh, nếu lấy được một cặp 8 thì hãy tăng tiền cược lên, chắc chắn sẽ lấy lại được toàn bộ số tiền của mình. Và lời hứa của anh ta cuối cùng đã khiến Goni giải tỏa được sự nghi ngờ của mình. Sau một vài vòng, Goni thực sự đã lấy được một cặp 8. Sau khi xem phản ứng của những người khác, Goni đã tăng tiền cược lên 10 triệu. Tưởng rằng đã thắng, nhưng anh lại gặp phải cặp 9 của người khác, và thế là đã thua trắng tay. Nói chung là cược tới cùng thì đánh nhau là điều không thể tránh khỏi. Goni bị đánh gục dưới đất, anh nhìn thấy những người khác đều là một bọn với nhau. Lúc này anh mới ngẫm ra, thì ra họ đều là những tên lừa đảo chuyên nghiệp. 6 tháng tới, Goni không tự tử nữa, mà đi khắp các sòng bạc để tìm cách trả thù những kẻ đó. Hôm đó, Goni cầm một con dao dựa xông vào hang cọp nhưng lại bị một người nhìn thấy. Tuy nhiên sự dũng cảm của anh đã khiến ông Piang vô cùng thích thú. Sau khi biết người cứu mình là con bạc hàng đầu thế giới, Goni lập tức tìm đến nhà ông bái ông làm thầy, nhưng ông lại từ chối. Nhưng Goni không bỏ cuộc mà bám dai như đỉa, nên cuối cùng Piang đã đồng ý, điều kiện là Goni phải vượt qua được bài kiểm tra của chính mình, đó là ăn đập. Sau khi trải qua bao nhiêu lần bị bầm dập, Goni đã trở nên thông minh hơn. Anh dùng thép tấm chắn trên bụng, không những tránh để bản thân biến thành bao cát mà còn thành công đánh trả, đánh cho đối phương đơ hết người ra. Sau khi thông qua bài kiểm tra, anh đã chính thức bái Piang làm thầy và học các kỹ năng lừa đảo. Ông Piang nói với anh rằng, điều cơ bản của một kẻ lừa đảo chính là tay nhanh hơn mắt. Tay Goni bị lột ra sau nhiều lần luyện tập nhưng anh vẫn tiếp tục chịu đựng. Piang nói với anh là, có 3 kẻ lừa đảo hàng đầu ở Hàn Quốc. Một tên là Ji Jakwi từ tỉnh Gyeongsang và một tên Agui từ tỉnh Jeolla. Và còn có ông nữa, ông cũng là một trong 3 người lợi hại nhất. Tên Ji Jakwi thua Agui một lần nên đã mất tiếng tăm trong ngành. Còn Agui thì luôn muốn hạ ông nhưng lại không được như ý nguyện. Sau khi khổ luyện nhiều ngày, Goni đã tiến bộ rõ rệt. Mặc dù Piang vẫn còn chửi rủa anh, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết như cha con. Sau khi tốt nghiệp, Goni đã cùng Piang đến nhiều tỉnh để học tập và đúc kết kinh nghiệm, đồng thời cũng thấy được những nguyên tắc đánh bạc mà ông vẫn luôn tuân theo. Lúc nên ra tay thì phải ra tay, lúc cần bố thí thì cũng đừng ích kỷ. Khi được hỏi khi nào bản thân anh sẽ dừng lại, Goni thề với Piang rằng chừng nào kiếm được gấp 5 lần số tiền cấp dưỡng của chị gái thì anh sẽ dừng lại. Piang cảnh báo anh phải nhớ kỹ câu này, nếu không hãy coi chừng ngón tay của mình đó. Sau đó, ông quyết định đưa Goni đến Busan để mở mang kiến thức về thế giới thực. Người phụ nữ gợi cảm này là một con bạc trong ngành, Madame Cheong. Cô đến điện Tam Bảo không phải là không có gì, mà là có vụ làm ăn lớn nên mới đến gặp Piang. Có một vị tướng vô cùng giàu có, lại giỏi cờ bạc, là kẻ biết kiếm nhiều tiền vô cùng hiếm. Sau khi xác nhận trận đấu ngày mai, Goni sẽ làm chủ lực ở đó. Piang và Cheong xem lại ám hiệu, xoa mũi là không theo, bặm môi nhảy là tăng cược lên, xoa vai là cô sẽ thua sạch, xoa bụng thì sẽ là cược gấp đôi. Vì là chủ lực mới còn non nên cô cũng cần tìm hiểu sâu một chút. Trước gái đẹp, Goni cũng rất nhanh đã bại dưới bộ váy ngủ của Cheong. Trong ván bài ngày hôm sau, dưới sự phối hợp của 3 người, vị tướng rất nhanh đã bị thua thảm hại. Nhưng ông ta không phục mà liền lấy khẩu súng lục ổ quay dưới đáy hộp ra làm vật thế chấp. Lúc này đây, Piang liền xoa mũi để thể hiện sự từ chối của mình. Sau khi Goni và Cheong nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa, họ liền đồng ý tiếp tục. Ông cũng lập tức hiểu ra, người đã bên mình nhiều năm đã bị Cheong mua đứt rồi. Không ngoài dự đoán, Goni lại chiến thắng. Lúc đó Cheong
ông đã hoàn toàn sùng bái anh. Phải nói rằng người phụ nữ này thực sự vô cùng tàn nhẫn, cô ta không chỉ thu phục Goni, mà còn cả vệ sĩ của tướng quân cũng bị cô xử gọn, sau đó họ lấy tiền và rời đi. Đối với hành vi của Cheong, Piang liền cho cô một bạt tai, và thẳng tay ném khẩu súng đó xuống nước. Từ trong mắt có thể thấy Goni không muốn chia tay với Cheong, nhưng anh vẫn cầm tiền và đi đến nhà ga với Piang. Ông đoán rằng Goni sẽ không dừng lại ở đó, nên ông đã đưa cho anh một con dao, yêu cầu anh chặt ngón tay, sau đó rời khỏi đây cùng với mình. Nhưng Goni sau khi đến nhà vệ sinh thì sao có thể ra tay được, đã vậy còn bị một người đàn ông có vết sẹo cười nhạo một phen. Và đúng như suy đoán của người đàn ông đó, Goni thực sự không thể xuống tay được. Đồng thời anh bảo Piang hãy yên tâm, mình sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân. Rõ ràng là anh sẽ không rời khỏi Busan với ông. Lúc này, người đàn ông có vết sẹo đi tới, nghẹn ngào nói với Piang, hóa ra hắn chính là Agui. Trước khi lên xe, Piang nói với Goni rằng, mình không có bạn bè và kẻ thù thực sự trong đời. Sau khi đưa ông đi, Goni và Cheong đã cùng nhau sống cuộc sống tự do tự tại, có tiền, có xe sang và gái đẹp, cuộc sống thật quá tuyệt vời. Đồng thời, sự nghiệp lừa đảo của Goni vẫn tiếp diễn, và tất cả số tiền anh thắng đều được cất vào cốp xe. Hôm đó, cả hai lại bắt đầu một ván bài với giáo sư. Ông ta thua đến mức còn dùng viện phí của con trai mình để đánh cược. Đương nhiên, Cheong sẽ không nhân từ, nhưng Goni không thể chịu đựng được nữa. Khi giáo sư ra về tay trắng, anh liền cầm vài cọc tiền bảo ông nhận lấy. Nhưng vốn bản tính tham lam, lão đã quay vào chơi tiếp. Sau đó, một cuộc điện thoại đã tạo nên sóng gió trong cuộc sống tưởng như yên bình của Goni. Piang chết rồi, người thầy thay đổi cuộc đời anh đã bị giết hại. Nhìn thấy cánh tay phải bị cắt cụt của ông, Goni chắc chắn là do tên Agui đã làm. Anh quyết định tìm Agui để trả thù cho người thầy của mình. Nhưng Cheong lại cho rằng, những người đối đầu với tên Agui đó đều có kết cục rất thảm. Vì chuyện này mà hai người đã cãi nhau to, nhưng Cheong vì quá yêu Goni nên chỉ có thể bỏ một số tiền lớn ra để thuê thám tử đi điều tra hung thủ và nguyên nhân cái chết của Piang. Hôm đó, một tên lừa đảo thường dân đến sòng bạc. Goni vô cùng hứng thú với tiểu tử vô danh này, hãy lặng lẽ xem cách biểu diễn của anh ta, đúng là cười không ngậm được mồm. Nhưng cảnh sát đột nhiên đưa người vào điều tra, dù ngày thường họ nhận được rất nhiều lợi ích nhưng anh ta chỉ biết làm theo mệnh lệnh từ cấp trên. Goni nhanh nhẹn bắt đầu trốn thoát qua cửa sổ. Người đàn ông tên Quang Rael cũng bỏ trốn cùng anh. Ban đầu, Quang Rael muốn làm ầm lên, nhưng khi anh ta phát hiện ra Goni có kỹ năng vượt trội, anh ta chỉ có thể dùng một nụ cười ngượng để che đậy sự kỳ lạ của mình. Để kiếm nhiều tiền hơn, anh ta đã mời Goni tham gia vào nhóm của mình. Nhưng Goni giờ đây đã không còn như trước nữa, anh không còn hứng thú với tiền bạc và thẳng thừng từ chối. Nhưng khi nghĩ đến hai người họ có thể gặp được Agui ở bất kỳ đâu trên sàn đấu, anh liền đồng ý và bắt đầu con đường đi khắp nơi kiếm tiền. Và trong một lần hợp tác, họ đã thu hút được sự chú ý của ông chủ sòng bạc. Với con dao dựa ở chân, Goni không hèn như Quang Rael và mời thuộc hạ của ông chủ Quác bắt đầu một vụ cá cược. Lúc này, trong nháy mắt, anh đã nhận ra người trước mắt chính là Musup, người lúc đầu đã kéo anh vào hố trong nhà máy. Để trả thù năm đó, Goni đã cố tình thua hết mọi ván. Sau đó, anh nhắm chuẩn thời cơ, ngay lúc hắn ta lần mò trong túi áo sơ mi của mình, anh đã bay người đến và nhét những tấm bài trong tay vào túi hắn, sau đó vu khống hắn ta gian lận trước mọi người và cho hắn ăn vài cái bạt tai. Ông chủ Hoặc bị bẽ mặt tại chỗ, đương nhiên sẽ không bảo vệ Musup lúc này. Ngay khi Goni dọa sẽ chặt một tay của Musup, có tin tức do trạm gác dưới núi nói rằng có cảnh sát đang đến. Toàn bộ sòng bạc bắt đầu thu dọn tiền đánh bạc một cách có trật tự, sau đó bảo tất cả các khách sơ tán từ phía sau núi. Ông chủ Hoặc và Goni hẹn gặp nhau ở bàn cược vào 2 tuần sau. Goni và Quang Rael thuận lợi rút lui đã đến nhà hàng dưới núi uống rượu. Goni liếc mắt đã nhìn trúng Hoa Ran, bạn thân của bà chủ ở đây. Ai ngờ Hoa Ran từng mượn tiền ông chủ Hoặc, ông ta tâm trạng không vui nên đến đây để trút cơn giận lên Hoa Ran. Goni đúng lúc xuất hiện, không những giúp cô thoát nguy mà còn công khai tán tỉnh luôn. Quang Rael và bạn thân của Hoa Ran nhanh chóng ở bên nhau, trở thành cha dượng. Goni không chỉ trả hết nợ của ông chủ Hoa cho Hoa Ran, còn mở cho cô một tiệm cắt tóc, cuộc sống tự do lại ngọt ngào, và bảo Quang Rael gửi tiền cấp dưỡng gấp nhiều lần của em gái đến nhà anh. Sòng bạc lần trước bị kiểm tra, Cheong ngồi tù vài năm cũng được ra tù. Cô vừa ra đã thăm dò mục tiêu mới. Đối phó với ông già này, Cheong có thể được coi là thông thạo. Cô giả vờ thành em gái ngây thơ, thiết kế màn gặp tình cờ, thành công chiếm được trái tim chàng. Người đàn ông này vẫn không biết tất cả mọi người bên cạnh ông ta đều là một nhóm diễn viên do Cheong sắp xếp. Do vẫn luôn không tìm được sòng bạc chủ lực phù hợp, Cheong vô thức nhớ đến Goni vừa có sắc vừa có kỹ thuật. Bên khác, Goni đang trong dư bị hàng ngày gặp được Ji Zak Uy. Từ chỗ anh ta bất ngờ nhận được tin kẻ phía sau ông chủ Hoặc là Agui. Sau vài lần nghe ngóng, Cheong tìm đến tiệm cắt tóc của Hoa
Aran. Đối với lời đề nghị giá cao của cô, Goni từ chối. Cô nhìn vẻ mặt hạnh phúc và ôm cánh tay Goni của Hwaran, trong lòng Cheong vô cùng ghen ghét. Sau khi lịch sự mỉm cười mà không mất đi sự xấu hổ rời đi, thì cô lập tức thay đổi sắc mặt, sắp xếp người lấy trộm xe của Goni. Chỉ cần anh hết tiền thì đương nhiên sẽ trở về bên cạnh mình và làm lại nghề cũ. Nhưng ngày hẹn giữa Goni và ông chủ Hwak sắp đến rồi. Anh đành cùng Quang Rael ép buộc và dụ dỗ lôi kéo Musuk, không chỉ mang theo tiền giả mà không bị phát hiện, còn thành công phá hỏng sự đề phòng gian lận mà ông chủ Hwak chuẩn bị trước đó. Dưới sự phối hợp của ba người, Goni thành công thắng một cách trắng trợn, lấy hòm đựng tiền xong thì cùng Quang Rael đắc ý rời đi. Thế nhưng ông chủ Hwak lại nhanh chóng nhìn ra âm mưu của họ. Musuk cho rằng sẽ không bị phát hiện. Ở trong ga tàu ngầm, Goni còn đặc biệt đề cao cảnh giác. Ai ngờ chàng trai trượt băng tưởng chừng vụng về lại là một sát thủ. Lúc đi qua, Goni đã cầm dao đâm anh một nhát. Sau khi trúng mấy nhát sau, Goni cuối cùng cũng ngất đi. Bởi vì đúng lúc đi vệ sinh nên Quang Rael trốn được một mạng. Bởi vì vẫn không tìm được tiền, người của ông chủ Hwak lại tìm đến nhà của Quang Rael, nhưng vẫn trống không. Goni tỉnh lại trong ánh lửa yếu ớt của bật lửa, đã phát hiện bên cạnh là thi thể bê bết máu của Musuk, khiến anh sợ hãi lăn ra ngoài. Hóa ra đây là nơi xử lý rác thải. Chiếc thùng mà anh vừa ở trong đó lập tức bị nghiền nát. Vén áo lên, vẫn may anh đã cất hai xấp tiền vào đai quần, không khiến anh bị thương. Chuyển cảnh, Hwaran bị bắt, Goni mang theo tiền đi chuộc người. Ông chủ Hwak kinh ngạc khi Goni sống sót trở về, đồng ý cho anh gia nhập dưới trướng của ông ta và gọi điện thông báo cho thuộc hạ thả người phụ nữ vừa bắt về ra. Trên xe, ông chủ Hwak không ngờ mình là quân cờ để dụ Agui ra. Sau khi Goni tấn công, tài xế đã đánh nhau với ông chủ Hwak trong xe. Trong quá trình giằng co, xe đã bị lật rơi xuống dốc, ông chủ Hwak chết ngay tại chỗ. Goni bị thương nặng thất tha thất thểu đi về phía xa. Anh không hề nói với người khác về tình hình của mình, chỉ là thỉnh thoảng dùng điện thoại công cộng gần tiệm cắt tóc để lại tin nhắn cho Hwaran. Bên Cheong, ông già bị khuất phục bởi kỹ năng diễn xuất như nữ hoàng điện ảnh của cô và thành công mắc câu. Sau khi thua mất 2 tỷ won, còn chuẩn bị thế chấp tất cả tài sản để chơi ván lớn. Quả nhiên, đúng như dự liệu của Goni, giết chết ông chủ Hwak, Agui đương nhiên sẽ xuất hiện. Trong khái niệm của Agui, đây chắc chắn là chuyện do Goni và Cheong cùng làm. Cô nói những lời tốt đẹp thay Goni vô ích. Agui còn vạch trần mục đích quyến rũ ông già của cô. Cô dựa vào lợi ích đã đồng ý hợp tác dụ Goni ra. Agui đã bắt gặp Quang Rael tại sòng bạc và phế bỏ một tay của anh ta với lý do gian lận và canh chừng ở tiệm cắt tóc. Trong lúc Goni gọi điện thoại đến thì nói với anh để bảo vệ Hwaran không bị tổn thương, Goni đành nói dối mình không liên quan gì đến cô. Goni biết được Agui đang ở chỗ Cheong thì lập tức đi đến đó, bảo Cheong sắp xếp một bàn cược cho mình và Agui. Hai người vừa gặp nhau thì tràn ngập mùi thuốc súng. Quang Rael bị nhốt trong phòng đen, bảo Goni không được tham gia. Nhưng lần này Goni tham gia không chỉ vì anh ta, còn là báo thù thay sư phụ. Ván bài bắt đầu, Goni luôn không hiểu rõ kỹ năng của Agui, ván nào cũng thua. Cuối cùng chỉ còn cách không theo để trì hoãn thời gian. Lúc này Agui cũng nhận ra Goni chính là chàng trai trẻ mà mình gặp trong nhà vệ sinh ở ga tàu ngầm hôm đó. Anh buột miệng hỏi ông Piêng thế nào rồi. Cheong buột miệng trả lời tay phải bị chặt, ngã từ tàu ngầm xuống và chết. Lúc này có thể nhìn ra Goni đang hoảng sợ. Ván bài tiếp tục, Agui cho rằng anh ta đã bắt được Goni giở trò gian lận, chắc chắn đưa cho Cheong một đôi chín. Nhưng Goni không thừa nhận. Sau một hồi tranh chấp, hai người ra điều kiện cùng trói tay phải lại. Nếu Cheong thật sự có một đôi chín thì chặt tay phải của Goni, dù sao sẽ là chặt tay Agui. Thế nhưng lần này Agui tính sai rồi, lá bài trong tay Cheong lại chỉ có một con chín. Cuộc chiến lập tức nổ ra, tất cả mọi người chống lại nhau, nhưng Cheong chiếm lợi thế. Goni cởi trói và ra lệnh thả Quang Rael ra. Cuối cùng anh nhắm mục tiêu vào Cheong. Anh chất vấn cô vì sao biết ông Piêng bị chặt tay phải. Hôm đó chỉ có mình anh đi vào nhà xác, anh cũng chưa từng nói với ai. Kết quả rất rõ ràng, Cheong mới là người thật sự giết hại ông Piêng. Cheong tức giận hét, chẳng qua cô không muốn Goni đi theo ông già cố chấp đó mà thôi. Lờ đi sự ngụy biện của Cheong, Goni chỉ lấy một nửa số tiền mà mình thắng được, sau đó đổ hết tất cả tiền cá cược vào xăng. Một ngọn lửa thiêu cháy nơi này, Cheong mải dập lửa, Agui cũng bị chặt đứt một tay phải. Goni đưa Quang Rael tới bệnh viện, còn mình nhanh chóng lên chuyến tàu trở về. Anh muốn tìm Hwaran, thế nhưng trên tàu thuộc hạ của ông chủ Hwak lại đâm Goni một nhát. Goni chịu đựng cơn đau chạy qua từng toa tàu để trốn thoát. Trước một cánh cửa đang mở của toa tàu, thuộc hạ vẫn đang suy nghĩ anh đã nhảy xuống hay chưa. Goni đột nhiên chui ra từ nhà vệ sinh. Trong lúc rằng co, hai người đều ngã ra khỏi toa tàu, thuộc hạ ngã và chết. Goni kéo dây cặp treo trên tay cầm của tàu hỏa, may mắn thoát được một kiếp. Anh cố trèo lên, nhưng lại kéo bung khóa cặp ra. Chi phiếu trong cặp lập tức bay hết ra ngoài. Goni bất lực nhìn mọi thứ, đột nhiên mỉm cười thoải mái. Sau đó anh buông tay ngã xuống tàu hỏa. Chuyển cảnh, Cheong bị bắt giữ tới xác nhận danh tính của thi thể. Bởi vì trong ván bài mà cô tổ chức chỉ có Goni thoát khỏi đó.
Cheong gật đầu thừa nhận anh ấy chính là Goni, không có nỗi buồn nào hiện lên trên mặt. Sau một tiếng sóc này, tay phải của thi thể rơi xuống, bên trên có hình xăm. Rõ ràng người này không phải là Goni, mà là tên thuộc hạ bị ngã xuống tàu hỏa kia. Mà Goni trốn thoát mà không hề hấn gì đã chạy trốn đến Las Vegas, sống ẩn danh. Bộ phim The War of Flower 2006, cá nhân tôi nghĩ Cheong mới là nhân vật chính. Thân hình khiêu gợi, mái tóc ngắn gọn, ngón tay châm thuốc, trang phục hở hang những vẫn khiến người ta cảm thấy vừa vặn, có tính chiếm hữu với Goni và sự điên cuồng về tiền bạc. Một người phụ nữ như vậy lại giành được Goni, kẻ gian lận huyền thoại. Trong đoạn tự thuật của phần mở đầu và phần kết thúc, cô đều lặp lại một câu: Goni, anh ấy là người đàn ông giỏi nhất mà cô từng gặp, nhưng cô không có linh hồn, say đắm trong cờ bạc, rơi vào đống tiền, cô ấy rất đáng thương. Như biết bao người phụ nữ khác sống nửa đời người rồi mới phát hiện, dựa dẫm vào người đàn ông chẳng ra làm sao không bằng dựa vào tiền, chỉ kiếm tiền mới có thể khiến họ hào hứng. Ok, bộ phim hôm nay đến đây thôi, tôi là admin, hẹn gặp lại các bạn nha.